HCTV6 phim 360 hân hạnh phát sóng các trận Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Như em xuất phát từ Sài Gòn về và cũng như các bạn ở trong đội thì các anh em đều từ các đội bóng được đi mượn, nhưng năm vừa rồi dịch bệnh rất là căng thẳng thì bọn em cũng không được thi đấu nhiều. Sau khi trở về câu lạc bộ, em cũng như các bạn đã gặp một chút vấn đề về mặt những mặt cảm giác bóng. Do tình hình dịch bệnh nên tất cả các đội đều gộp lại và đá ở ngoài miền Bắc này. Mỗi đội đều có một sự quyết tâm. Với một tư thế là đương kim vô địch của giải U21 năm ngoái thì bọn em cũng được rất là nhiều người kỳ vọng. Giải U21 lần này cũng là một cái giải để cho bản thân em cũng như các cầu thủ thể hiện bản thân để cố gắng làm sao để cho các thầy nhìn nhận được. Cũng như các đội tuyển thì các thầy sẽ đánh giá cầu thủ qua những trận đấu. Thì em nghĩ đây là cơ hội tốt nhất để em thể hiện bản thân mình. Kênh truyền hình SCTV6 phim 360 hoàn toàn mới.